Rồi chúng ta tiếp tục với bài số 8 của Unit 3, Grammar Bank, đằng sau quyển sách bài tập tiếng Anh lớp 8 Brian, under và không mạo từ và zero article đây. Ở với under được sử dụng để nói một cái gì đó chung chung, nhắc lần đầu, the là mạo từ xác định dành cho những cái gì đã xác định rồi, nhắc lần hai. Còn không mạo từ là sử dụng cho tên đất nước, trừ những đất nước mà tên dài, còn lại là chúng ta không sử dụng, tên lục địa không sử dụng. Rồi ok chúng ta coi này. Câu số 1, Mekong River, tên sông là chúng ta phải xài rồi. The Mekong River is the longest river in Southeast Asia. Châu lục lục địa là chúng ta không xài nha. Vậy là câu 1 là the với lại rỗng, không xài. Tiếp theo, ở công viên này thì chúng ta không có xài. Ở Namibia, không xài luôn. Tên thành phố, tên đất nước, chúng ta không xài. Có rất nhiều động vật hoang dã giống như là lion, giraffe, elephant and thả mã này. Câu số 3, bố của tôi là một zookeeper, nghề nghiệp chúng ta phải xài mạo từ urban. Ông ấy rất là thích động vật nha, ông ấy thích động vật và chăm sóc chúng rất là tốt. Rồi câu số 4, chúng tôi sẽ đi thăm côn đảo island. Côn đảo island chúng ta xài mạo từ the côn đảo island. Ở Việt Nam chúng ta không xài mạo từ. Rồi có một sự kiện quan trọng thì chúng ta xài một, chúng ta xài urban đó, và important bắt đầu chữ y cho nên chúng ta xài urban. Ở bảo tàng, tên bảo tàng là phải xài the rồi, the National History Museum, và chiều nay. Rồi câu bài số 9 vẫn là an và the và không mạo từ. Do you want to be an animal? Tức là bạn có muốn trở thành một nhà dinh dưỡng học, động vật học không? Thì ở đây các bạn nghề nghiệp các bạn phải xài hoặc an, trong trường hợp này xài an. Không, tôi muốn trở thành một landscape gardener, một người thiết kế cảnh quan đó. Thì ở đây sẽ là gì? Nha. Are you going to take a tour of the museum next week? Bảo tàng chúng ta phải xài the rồi. Yes, I would love to see the exhibition on endangered animal. Xài the luôn. Câu số 3. When did you take a boat ride on the Saigon River? Tên sông chúng ta xài the. Boat ride một chuyến đi bằng thuyền chúng ta xài câu số 4. Tiếp theo, chỗ này tháng là chúng ta không xài gì hết, in April thôi. Câu số 4 này, trường của bạn đang tổ chức một cái kế một chuyến đi trồng cây vào tháng 7 phải không? Giờ một chuyến đi là sẽ này, tháng là chúng ta không xài này. Đúng rồi, đó là một sự kiện quan trọng, một sự kiện quan trọng là sẽ này. Rồi bạn có biết hoang mạc Sahara không? Thì chúng ta phải xài the này. Đúng, có chứ, nó là một hoang mạc rất là lớn, một sa mạc rất là lớn, chúng ta sẽ này nha. Ở Nam Phi, ở Bắc Phi, một châu lục của chúng ta xài không xài gì cả. Tôi hy vọng sẽ đi thăm nó vào một ngày nào đó.